VinFast Lux SA, một mẫu SUV nổi bật của thương hiệu ô tô Việt, đã được ra mắt toàn cầu lần đầu tại Paris Motor Show 2018. Với thiết kế ấn tượng và các tính năng tiện nghi, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khách hàng ngay từ khi ra mắt. Bắt đầu bán ra tại Việt Nam từ năm 2019, nhưng sau đó Lux SA đã bị ngừng sản xuất vào năm 2022 do VinFast chuyển hướng sang sản xuất ô tô điện. Hiện nay, mẫu xe này vẫn có mặt trên thị trường xe đã qua sử dụng với nhiều tình trạng và mức giá khác nhau. Tham khảo thị trường xe cũ hiện nay, một chiếc VinFast Lux SA sản xuất năm 2019 hiện đang được chào bán với mức giá khoảng hơn 600 triệu. Theo thông tin được người bán đưa ra, xe thuộc phiên bản base tiêu chuẩn với ngoại thất sơn màu đỏ và nội thất bọc da màu đen. Xe đăng ký vào năm 2020 tức đã lăn bánh 4 năm và có chỉ số lăn bánh là 19.000 km, một con số khá khiêm tốn so với tuổi đời của nó. Được biết ở thời điểm đập hộp bản base có giá niêm yết khoảng hơn 1 tỷ tư. Tính gộp cả chi phí lăn bánh, số tiền người dùng cần tiêu tốn để sở hữu chiếc xe này lên tới hơn 1 tỷ 6. Có thể thấy, chiếc SUV này đã mất giá đến khoảng 1 tỷ đồng sau 4 năm sử dụng, một sự sụt giảm đáng kể, biến nó thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ chất lượng, với mức giá phải chăng. Ngoại thất xe được trang bị hệ thống đèn pha cos, gương chiếu hậu điện và cảm biến gạt mưa tự động đèn hậu LED dạng cánh chim và bộ mâm đa chấu 19 in. Tuy nhiên, phiên bản base tiêu chuẩn không có kính cách nhiệt tối màu, viền trang trí chrome hay thanh trang trí trên nóc. Bên trong cabin, Vinfast Lux SA 2019 sở hữu vô lăng ba chấu bọc da, màn hình cảm ứng 10.4 in dọc hỗ trợ USB, Bluetooth và màn hình hiển thị thông tin 7 in. Những tiện nghi đáng chú ý khác bao gồm hệ thống âm thanh 8 loa, điều hòa tự động hai vùng gương chiếu hậu chống chói tự động, chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm. Trái tim của bản base là khối động cơ xăng tăng áp 2 lít, 4 xi lanh thẳng hàng, tạo ra công suất cực đại 228 mã lực và mô men xoắn tối đa 350 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp ZF và hệ dẫn động cầu sau. Về công nghệ an toàn, xe được trang bị 6 túi khí, camera lùi, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp cân bằng điện tử kiểm soát lực kéo hỗ trợ khởi hành ngang dốc hỗ trợ xuống dốc chống lật đèn báo phanh khẩn cấp